Tuyển Singapore mang đội hình mạnh nhất đến Việt Nam. Ba anh em nhà Fendi cùng tiền đạo Hàn Quốc nhập tịch Song Woo-jang có tên trong danh sách 23 tuyển thủ Singapore đến thành phố Hồ Chí Minh dự giải giao hữu dịp FIFA Day. Tháng 9, chiều ngày 13 tháng 9, Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) thông báo danh sách tập trung đội tuyển chuẩn bị cho hai trận giao hữu FIFA để gặp Việt Nam và Ấn Độ. Đợt tập trung tháng 9 có ý nghĩa quan trọng trong quá trình rà soát lực lượng chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Nên huấn luyện viên trưởng Takaki Nishikea đã gọi những cầu thủ tốt nhất vẫn được cái tên trong danh sách đến Việt Nam lần này từng dự AFF Cup 2020 trên sân nhà của Singapore như trung vệ Irfan Fendi, tiền đạo Ihsan Fendi, tiền đạo nhập tịch Song Woo-jang, thủ môn kỳ cựu Hassan Sani, hậu vệ Singapore kiểu Rehan Stewart cùng những cái tên giàu kinh nghiệm như Faris Ramli hay Sadun Sulaiman. Huấn luyện viên Nishikea cũng trao cơ hội thử nghiệm một số gương mặt mới như Ho Wai-lun, Glenn Ware hay Joshua Pereira, những cầu thủ đang gây chú ý ở giải vô địch quốc gia Singapore. Ông Nishikea chia sẻ, sau thời gian dự khán và quan sát các trận đấu ở giải vô địch quốc gia, tôi nghĩ mình đã chọn ra những gương mặt tốt nhất và tôi cũng muốn thử nghiệm những nhân tố mới. Tuyển Việt Nam, hạng 98 thế giới và Ấn Độ, 104 đều có thứ hạng cao hơn Singapore, 159. Đối đầu với họ là thách thức và cơ hội học hỏi của chúng tôi trước thềm AFF Cup 2022, giải đấu quan trọng nhất năm. Với 4 chức vô địch AFF Cup các năm 1998, 2004, 2007 và 2012, tuyển Singapore từng là thế lực của bóng đá Đông Nam Á nhưng không có thành tích nổi bật trong suốt nhiều năm. Từ khi thay đổi chiến lược phát triển bóng đá bằng phát triển đào tạo trẻ, Singapore dần trở lại bản đồ bóng đá khu vực với việc vào bán kết AFF Cup 2020 và có nhiều tuyển thủ gây tiếng vang ở nước ngoài. Tuyển Singapore sẽ tập trung vào ngày 19 tháng 9 và sớm bay sang Việt Nam để chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà ngày 21 tháng 9.